đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tại sao cái đôi mắt của mình nó lại biến thành màu hồng y hệt như con gái vậy trời? Mà nó còn có thêm hai cái trái tim ở giữa nữa chứ. Thì cái đôi mắt gì đâu mà nhìn nó nữ tính dữ vậy trời ơi. Tôi không thích cái đôi mắt này chút nào hết á. Hả? Cái gì đây? Với đôi mắt này, mọi người xung quanh sẽ bị thôi miên và trở nên thích bạn hơn. Cái gì cơ? Mọi người xung quanh sẽ bị thôi miên và sau đó sẽ thích mình nhờ vào nhìn vào cái đôi mắt này á hả? Ôi trời ơi, hèn gì tôi thấy cái đôi mắt này nó màu hồng mà nó còn có thêm hai cái trái tim ở giữa nữa. Có nghĩa là ai nhìn vào đôi mắt này của mình thì người đó sẽ thích mình sao? Mấy bạn fan ơi, mấy bạn thử nhìn thẳng vô mắt của mình coi mấy bạn có thấy thích mình không? Trời ơi, thích mình này đúng không? Ngại quá, ngại quá. Ok, mình giỡn thôi. Ôi, nhưng mà đôi mắt này sẽ làm cho mọi người trở nên thích mình sao? Nghe có vẻ hấp dẫn đó nha. Được, vậy thì mình sẽ thử sử dụng đôi mắt này đi đến trường học để coi coi có ai thích mình thiệt không nha mấy bạn. Ủa mà khoan từ, bây giờ là mấy giờ rồi ta? Đâu để xem coi. Ủa? Bây giờ là trời ơi, trễ giờ học của mình rồi. Trời quên mất. Quên cái ba lô của mình đâu, cái ba lô của mình đâu. Trời bây giờ phải mau mau lên trên kia lấy ba lô sỏi đi học chứ bây giờ trễ giờ mất tiêu rồi. Trời cái ba lô ở đâu? Trời quần áo ở đâu? Trời quên mất rồi ta. Trời trễ giờ học rồi. Trời ơi, trễ giờ học mất tiêu rồi. Nhà của mình xa trường quá cho nên là bây giờ. Ê! Cái gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, cậu kia cậu làm gì hả? Biết tôi đang chạy xe không? Trời ơi, cái xe luôn à. Mình xin lỗi mà cái xe của bạn có bị vô vậy? Xe chục tỷ của tôi, xin lỗi, cậu có biết không? Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu, tại mình đang đi học muộn á bạn. Wow. Trời ơi, cười gì đâu mà đẹp trai còn dễ thương lắm nha. Ủa? Hồi nãy bạn có làm sao không cho mình xin lỗi kiều nha? Mình không sao, nhưng mà hình như là hồi nãy là cái xe của bạn nó bị hỏng hay sao, nó bị quẹt vô đâu á, nó bị xước rồi nè. Cho mình xin lỗi nha. Thôi không sao đâu. Bạn có thích cái xe của mình không? Mình tặng bạn cái xe luôn á. Mình không cần cái xe của bạn đâu. Ủa mà bạn cần mình chở đến đi học không? Từ sao mà tự nhiên cái bạn này mới vừa la mình quá trời xong bây giờ dịu dàng vậy trời? Chẳng lẽ mình đẹp trai thiệt hả ta? Trời ngại quá. Ủa mà khoan từ, không phải hay là ôi tôi nhớ rồi, hóa ra đây chính là tác dụng của cái đôi mắt này bạn ơi. Cái đôi mắt này khi mà ai nhìn vào đôi mắt của mình thì người đó sẽ trở nên thích mình. Thì ra là như vậy. Bạn ơi, bây giờ hiện tại là mình đang bị trễ giờ đến trường á, cho nên là không biết bạn có thể giúp mình chở mình đến trường được không ha? Được chứ, trời ơi, vô đi bạn, mình sẽ chở bạn đi khắp nơi luôn. Ok, cảm ơn bạn nhiều nha, cảm ơn bạn. đi thôi. Đi thôi. Tính ra là cái con mắt này cũng tiện ghê chứ bộ, nó giúp ích được cho mình nhiều phết chứ. Thôi, phải không quên nước mình đó. Bây giờ phải đi đến trường học đã. Ok, đến trường. Tới trường rồi nè. Mình cảm ơn bạn nha. Mình chở đi đâu nữa, mình chở đi tiếp nè. Thôi không cần đâu, cảm ơn. Đợi tôi với. Tôi đâu có quen bạn đâu. Trời ơi, sao mà bạn đuổi hết tôi hoài vậy? Thôi cảm ơn nha. Trời ơi, cái đôi mắt này có bộ cũng thú vị đó, nhưng mà có vẻ nó hơi phiền. Nhưng mà không sao. Thôi đi học. Ôi, trời ơi, không biết là giờ này cô giáo có vào lớp chưa nữa. Lỡ đâu cô vào cô la mình chết luôn á. Ui rồi, xong cô giáo vào lớp rồi. Ôi chết rồi bạn ơi. Bây giờ mình vô trễ là thế nào cũng bị hạ hành kiểm cho mà coi. Bây giờ cô bắt đầu điểm danh nha. Đầu tiên mèo xin. Điểm danh luôn rồi. Thôi bây giờ đành phải vô xin lỗi cô thôi chứ giờ biết sao giờ. Giờ chẳng lẽ giờ mình nghỉ học. Dạ. Em chào cô ạ. Gì vậy bạn Phong còn? Em lại đến muộn hả? Dạ thưa cô, hôm nay em bị kẹt xe cho nên là em tới trễ. Cô tha lỗi cho em lần này ạ. Dạ. Phong Cận à? Dạ. Em có thể nói dối bất kỳ điều gì nhưng tại sao em lại nói dối là em bị kẹt xe hả? Em làm gì có xe đâu mà kẹt. Ha, tính ra mình làm gì có xe đâu mà mình bị kẹt xe ta. Dạ, em xin lỗi cô. Tại vì hôm nay là em ngủ dậy muộn á cô cho nên là em mới đến trễ. Em xin lỗi nhiều. Dạ. Không có bất kỳ lý do nào ở đây hết. Cô sẽ hạ hành kiểm em. Cô ơi, cô làm ơn cô tha cho em đi mà cô. Thật sự là em không có muốn vậy đâu cô ơi. Cô là cô bực bội em lắm rồi đó. Tôi không nói nhiều đó. Cô sẽ không có gì. Thôi không sao, đi học muộn một ít cũng không sao. Được rồi, thôi em vào lớp đi. Ủa là sao cô? Em đến trễ nhưng mà cô không la em hả? Trời ơi, là sao gì nữa. Thôi vào lớp và ngồi vào chỗ đi nào. Rồi bây giờ chúng ta vào tiết học đầu tiên nha. Ủa dạ cảm ơn cô.
không? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Ủa, quên mất. Trời ơi, tính ra là mình đang sở hữu được cái đôi mắt này mà. Trời, đôi mắt màu hồng này có thể giúp cho mình, khiến cho mọi người cảm thấy yêu quý mình hơn. Trời, vậy là cô giáo đã không la mình, cô giáo thương mình hơn. Trời, vui quá. Được. Thầy mừng ghê á. Ok, để ba lô ở đây nè. Rồi, ok, ngồi học bài. Ủa, sao Phong Cận hôm nay đi học trễ mà cô giáo không phạt Phong Cận ta? Mà lại còn dịu dàng với Phong Cận nữa. À, mình hiểu rồi. Chắc là hôm nay cô dễ tính. Vậy thì bây giờ mình vô lớp á, chắc là cô cũng không có la mình đâu. Đi đó nào, let's go. No. Dạ thưa cô, hôm nay em đi học trễ. Dạ đúng rồi đó cô, hôm nay em vừa đi học trễ mà lại vừa không làm bài tập nữa. Mà em thấy cô dịu dàng vậy, chắc là cô không mắng em đâu nha. Em đúng là một học sinh ngoan, vừa đi học trễ mà lại còn không làm bài tập đó hả? Dạ đúng rồi đó cô, dạ. Đúng là một học sinh. Vậy mà bảo ngoan à? Đã thế mà còn dám nói chuyện với cô, nói chuyện cái kiểu gì đấy, không làm bài tập. Ôi trời, hỏi sao các bạn ở dưới lớp xem có ai không làm bài tập không hả? Dạ cô, ủa em á, em ra ngoài hành lang đứng phạt cho cô. Dạ cô, ủa sao kỳ vậy, kỳ vậy ta? Trời ơi, sao Phong Cận đi học trễ á mà cô tha, mà mình đi học trễ thì cô lại la mình, bất công quá. Buồn quá. Trời ơi, cái ông cai ro này hôm nay ổng lại đi học trễ rồi mấy bạn ơi. Ổng y hệt như mình vậy các bạn, ổng đi học trễ hoài à. Nhưng mà hôm nay may mắn là mình đã sở hữu được cái đôi mắt màu hồng này, giúp cho mình có thể khiến cho mọi người xung quanh yêu mến mình hơn. Chính vì như vậy cho nên á là cô không có la mình, còn ông cai ro thì bị la quá trời còn bị phạt nữa. Kiểu này về nhà thế nào ba mẹ cai ro cũng đánh đòn cai ro cho mà coi nè. Mấy bạn nhớ á là không có được đi học trễ nha các bạn nha, phải đi học thật là đúng giờ nha các bạn. Nhưng mà thôi, dù gì hôm nay mình chỉ may mắn được xíu thôi, phải cố gắng học hành chăm chỉ mới được. Thôi, học bài tiếp thôi. Chết rồi, mình quên mất bút rồi, giờ sao đây? Hồng ơi, cho tôi một bút được không Phong? Hồng ơi, Sammy quên bút hả? Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần như trời. Hả? Chết rồi, quên sách giáo khoa mất tiêu. À, Phong ơi, có sách giáo khoa không vậy? Sách giáo khoa hả? Đúng rồi. Sao hôm nay nhìn Phong lạ dữ vậy? Ủa Sim ơi, có chuyện gì vậy? Sao bạn kêu mình rồi bạn đơ ra vậy? Phong ơi, hôm nay ông có rảnh không? Rảnh không hả? Tôi rảnh dạ. mà sao vậy? Hôm nay ông đi chơi cùng tôi không? Tôi đang rất là rảnh luôn nè. Hả? Đi chơi á? Ủa mà sao hôm nay Sim ơi vậy lại rủ tôi đi chơi? Trời, hôm nay tôi nhìn ông đẹp trai và còn dễ thương nữa. Ông có đi chơi cùng tôi không? Trời ơi, Simi quá khen. Hả? Đâu có được, Phong là bạn tôi mà. Phong phải đi chơi với tôi. Ủa? Nhưng mà Phong còn là bạn của tôi, Phong phải đi chơi với tôi cơ. Đúng rõ rồi. Ràng Phong ngồi bên cạnh tôi thì Phong sẽ là bạn của tôi. Phong sống với tôi hơn. Cũng đúng. Phong phải đi chơi với tôi. Đúng. Cái bài này lì giờ, Phong là của tôi mà. Phong là của tôi. Trời. Ủa cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Trời. Phong mới là của tôi mà, cái bài này ấy. Trời, sao mà quýnh nhau luôn rồi. Mọi người ơi, bình tĩnh. Trời, dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa mà. Dừng lại đi, đừng có đánh nhau nữa. Trời ơi, hai cái bà này sao mà lại đánh nhau như vậy chứ? Chúng ta đều là bạn tốt của nhau mà. Thì hai đứa mình, ba đứa mình đi chơi chung với nhau là được cái gì? Cái gì mà đi chơi chung với nhau? Không có chung nữa đâu. Ông phải đi chơi với tôi, hiểu chưa? Rồi, tôi sẽ đi chơi chung với Sim. Bây giờ tôi cho ông một lựa chọn. Một đi chơi với tôi hay là đi chơi với Sim. Chọn đi. Ủa bây giờ bắt tôi lựa chọn nữa. Ông phải đi với tôi đó nha. Ông hứa rồi đó. Ok Sim. Ủa còn tôi sao? Rồi, tôi đi chơi chung với Sam được chưa? Còn tôi thì sao hả? Không có. Còn Sim hả? Còn Sim thì Sim ơi, Sim có thể đi chơi chung với Kai cũng được nè. Đúng nè, Kai Ron tới đúng lúc nè. Đúng rồi đó, tôi nghĩ là Kai Ron nói đúng á Sim. Hay là bây giờ á, Sim đi chơi chung với Kai đi, còn Phong sẽ đi chơi chung với Sam. Đó, mình chia ra hai đội. Đi chơi với Kai chứ, tôi đã bảo tôi chỉ muốn đi chơi với Phong Cận thôi. Kai Ron tránh ra. Nhìn ông mắc cười chết à, ai thì đi chơi cùng chứ đi. Kai ơi, muốn đi chơi chung với Kai mà Sim còn đánh ra luôn Kai. Sim ơi, Sim đâu cần quá đáng gì đâu. Kai Ron là muốn đi chơi chung với Sim ơi bà. Tôi đã bảo tôi chỉ muốn đi chơi với ông thôi, hiểu không? Còn ông này, ông còn đứng đây rồi tôi quánh ông vợ tính ông hả? Xin lỗi. Sẽ đi chơi với tôi thôi. Ông cậu sẽ đi chơi với Sim ơi. Đau đầu quá. Thôi tôi không muốn đi chơi chung với ai hết. Trời ơi, có ai không cứu tôi với? Cái gì vậy trời, chuyện gì đây?
chơi chung với Kỳ đây. Trời ơi, mắt em phiền phức quá. Trời ơi, mọi người đừng có đuổi theo tôi nữa mà. Tôi đã bảo là tôi không muốn đi chơi với ai hết á. Mày sao mà. Trời ơi, phiền phức quá. Cái đôi mắt này tôi không muốn nó một chút nào hết trơn. Ây da, ây da, ây da, té đầu quá. Ủa Phong, Phong té rồi, có sao không vậy? Không có sao vậy? Tôi không sao. Ôi da, mà sao từ sao sao cái tay của tôi nhức quá vậy ta? Ây da, chết rồi, hình như là cái tay của tôi nó bị chật rồi. Ây da, đau quá. Hả? Bị chật hả? Ủa, tay ông bị chật rồi hả? Giờ sao đây, giờ sao đây? Ô Phong, ông ngồi đây, đợi tôi tí nha. Chờ tôi xíu. Ôi, Sam ơi, Sam. Sam đi đâu vậy ta? Ê, nhưng mà Sim ơi, Sim đi chơi với Kai đi mà. Kai hứa là Kai sẽ dẫn Sim đi coi phim, đi ăn thịt nướng. Thì có gì, tôi đã bảo rồi, ông liền chơi như heo vậy. Tôi đã bảo tôi muốn đi chơi Phong Cầm hay chơi đi ra. Trời ơi các bạn ơi, mặc dù á là tôi biết là cái đôi mắt này á nó phiền phức thiệt, nhưng mà sao tôi nhìn cái con thấy buồn cười quá bạn ơi. Cái đôi một hai đầu đi chơi với Sim xong bị từ chối, bị đánh nữa chứ. Ây da, ây da, chết rồi, cái tay mình bị chật đau quá. Giờ sao vậy trời? À, ủa mà khoan đã, hình như là có tiếng xe cứu thương thì phải. Ủa ở đâu vậy? Ôi tới đây. Cái gì mà nguyên chiếc xe cứu thương vậy? Ủa trời, bà lết nguyên cái xe tới luôn mình ơi. Năm ơi, cậu lên đi để tới chợ cậu đi bệnh viện. Trời ơi, Tham ơi, tôi chỉ bị chật tay có một xíu thôi mà, chứ đâu có gì đâu mà sao gọi nguyên cái xe cứu thương tới luôn vậy? Thôi nghỉ xíu là được à. Cái gì mà chật tay, tôi không thể nào để cho Phong Cần TV của tôi bị thương dù chỉ là một cánh hoa. Bây giờ cậu lên đi, cậu lên đi, lên. Cậu phải lên giờ này, tôi sẽ chữa trị cậu. Hay, cậu lên đi, lên xe, lên xe. Rồi, bây giờ chúng ta cần đi thôi, đi đến bệnh viện nào. Cậu của tôi mà. Đi đến bệnh viện. Ôi, Sim ơi, đi chơi với Kai đi, sao Sim đuổi đi Phong Cận như vậy? Đi chơi với Kai nè. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng thì cũng đã tan trường rồi, trời ơi, bây giờ mới được. Wow, Việt Nam Race Boy. Cái gì vậy? Phong Cận TV, bạn đứng yên ở đó, bạn lại đây. Có chuyện gì vậy Kai đó? Mình hỏi bạn, tại sao Simi lúc nào cũng muốn đi chơi với bạn mà không đi chơi với mình? Trời ơi, cái đó thì bạn phải hỏi Sim, sao bạn hỏi mình sao mà mình biết được? Đừng có nói với câu đó với mình, chắc chắn là bạn đã làm cái gì đó cho nên là bây giờ Simi mới mê bạn đó vậy đúng không? Phải không hả? Bạn làm cái gì mình nói nhanh lắm. Mình nói bạn nghe nè, mình không có ý gì hết trơn á, mình đâu có thích Sim đâu. Nhưng mà nãy giờ mình lại kể cho Kai nghe cái đôi mắt này của mình, chắc chắn Kai sẽ không tin đâu. Nhưng mà mình nói thiệt, mình không có thích Sim, mình không có rủ Sim đi chơi. Ấy nói thiệt là nói thiệt kiểu gì? Bạn quên tên. Mày nói thiệt là nói thiệt kiểu gì? Bây giờ á, mình nhịn bạn lâu rồi không ơi. Bây giờ á, có mình với bạn ở đây. Bạn xong với mình lại. Phong Cận TV của Sim. Phong Cận nào là của Sim? Kai mới chính là của Sim nè. Sao Sim không bao giờ chịu đi chơi với Kai chơi vậy? Bởi vì tôi không thích ông, tôi ghét ông. Ôi đồ xấu xa. Phong Cận à, con nhớ đây sẽ bảo vệ ông. Ông Kai đó. Ông đứng lại cho tôi. Đau quá. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Đau quá. Ây da. 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 Ai Sim ơi, mình phải dẫn Sim ơi. Cứu mình không ơi. Cứu. Trời ơi, Kai ơi, mình cứu bạn lắm. Nhưng mà mình bất lực quá, không biết làm sao hết. Kai ơi, giờ sao? Sim ơi, Sim bạo lực quá vậy Sim. Trời ơi, leo xe lái luôn. Leo lên xe luôn kìa, không ơi. Rồi xong lái mất tiêu luôn. Trời ơi, cái gì mà hung dữ vậy trời. Trời, bà Sim muốn quýnh nó cay ghê luôn á bạn ơi. Đúng là mấy cái bà con gái bà mà giận lên, mấy bà đáng sợ thật sự luôn á bạn. Trời ơi, đáng sợ quá. Ơ nhưng mà khoan, từ từ, mình nghe có cái tiếng gì như động đất vậy ta? Rầm vậy. Ủa sao mặt đất rung chuyển vậy? Ủa đừng có nói là trời ơi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên bây giờ nguyên một trường đuổi theo tôi vậy? Trời ơi, cái đôi mắt này nó báo quá báo bà. Bây giờ nguyên một trường thích mình, đuổi theo mình luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà trong kia hình như tôi thấy có ông con trai nữa kìa. Trời ơi, không chỉ là mấy bạn nữ thích mình mà mấy ông con trai cũng trở nên thích mình luôn. Trời ơi, tôi không có